Các fact hay ho về thương hiệu máy lọc nước Kangaroo, máy lọc nước hàng đầu Việt Nam. Cái fact đầu tiên, cảm hứng cái đoạn quảng cáo chữ danh thì được lấy từ chiến dịch quảng cáo của ca khúc Lemon Tree. Cái fact thứ hai, lần đầu tiên xuất hiện cái quảng cáo chữ danh này từ năm 2011 ở trong trận chung kết C1. Thì đồng thời cái đoạn quảng cáo này cũng ẵm luôn giải kỷ lục Guinness Việt Nam với 54 lần xuất hiện chỉ trong vỏn vẹn 15 phút. Đồng thời thì tính từ năm 2011 đến nay thì hãng máy lọc nước này đã trải qua được 13 năm. Thế nhưng kể từ lúc bắt đầu hoạt động thì hãng Kangaroo cũng hoạt động lên tới 21 năm cơ các bạn ạ. Và sau 21 năm thì cái máy lọc nước của hãng máy lọc nước hàng đầu Việt Nam trông nó như thế nào? Trông nó như thế này chứ còn thế nào nữa. Máy lọc nước hydrogen nóng lạnh Kangaroo KG10A68. Nó có gì để giữ lại vị thế hàng đầu hiện nay? Thứ nhất, máy này cực kỳ dễ dùng. Cái gì cần tối giản thì tối giản, cái ngoại hình của nó tinh tế, không có một vết thừa nào cả. Và tôi cực kỳ thích những cái loại máy mà có cái bề mặt nó dễ lau chùi như thế này, nhưng không dễ bị bám vân tay, nhựa mà như kính. Cái thứ hai là tôi rất thích những cái loại máy lọc nước mà nó có vòi cùng với cả cái núm vặn như thế này. Tôi không thích máy lọc nước cảm ứng một chút nào, các bạn biết sao không? Bởi vì các cụ rất khó dùng. Cái này là quá đẹp cho tôi rồi. Nhìn sâu vào những cái dạng núm như thế này thì các bạn có thể thấy cái biểu tượng làm nóng, làm lạnh, tất cả đều là tiếng Việt các cụ đều hiểu. Nhiệt độ nước lạnh từ 10 đến 15 độ C. Nhiệt độ thế này thôi, không lo trẻ con bị viêm họng. Mà cái đặc biệt của con máy KG10A68 này là có thể tạo ra nước hydrogen uống lạnh. Trên thị trường thì chưa có máy nào làm được. Nước nóng là trên 85 độ C, tất nhiên là trên 85 độ C thì nấu mì được. Các bạn lưu ý là có một cái phần là nước RO. Nước này thì sẽ được đi qua các cái lõi chức năng cho nước sạch là uống ngay tại vòi và thường dùng dành riêng cho mục đích nấu ăn. Chỉ số của RO sẽ là như sau. Nó cực kỳ dễ hiểu, ở trên này thì có tiếng Việt. Các bạn có thể không quan tâm nhưng mà các cụ cực kỳ quan tâm. Trong rất nhiều những cái con máy cùng phân khúc thì đây là con máy mà có công nghệ hydrogen. Công nghệ hydrogen này thì được cấp bằng sáng chế độc quyền cho Kangaroo, gấp đôi lượng hydrogen và khoáng chất. Cái này tôi rất thích này. Miên man lõi, nó phải có tới 11 cái lõi lọc khác nhau. Ở đây có hai loại lõi. Một là HIPH+. Thì cái lõi này nó sẽ giúp là tăng cái tính kiềm ở trong nước từ khoảng là 7,5 lên đến 9. Thì cái tính kiềm nó sẽ giúp trung hòa lại lượng axit trong cơ thể. Ngoài ra thì các bạn nhìn thằng cái chữ gì đấy không? Nó là Mineral Plus, Mineral Cộng. Cân bằng và bổ sung các khoáng chất cần thiết cho cơ thể như là canxi, magie. Nói chung là thiếu chất khoáng thì các bạn biết đấy. Cơ thể nó xanh xao, da hay xấu, xong bắt đầu đầu hay bị đau nhức, cơ thể thì bị đau mỏi. Các bạn thấy cái chữ gì ở bên cạnh đấy không? Màng lọc RO, Votech của Hàn Quốc. Mà riêng gì về lõi lọc của mấy ông Hàn thì tôi cực kỳ an tâm, bởi vì mấy ông Hàn cực kỳ quan tâm đến sức khỏe, đặc biệt là cái phần nước uống và da mặt của họ. Cái hệ thống lõi lọc của cái chiếc máy Kangaroo này nó có một cái cấu trúc là dòng chảy xoáy. Khi mà nó chảy xoáy như thế này thì nó sẽ giảm đóng cặn trên bề mặt. Mà khi mà bề mặt của lõi lọc nó đỡ bị đóng cặn thì nó sẽ tăng tuổi thọ lên đến 3 năm cơ. Và giảm 75% nước thải đầu ra và tăng 60% cái lượng nước tinh khiết. Nói chung là rất tiện. Còn về ngoại hình thì do clip đã dài nên là tôi nói nhanh qua cái ngoại hình đơn giản tinh tế với mặt trông nó như kiểu kính như thế này là tối giản cho một con máy lọc nước rồi. Thế này mới gọi là xu hướng. Bởi vì sao? Một cái ngoại hình đơn giản như thế này thì nó có thể để rất phù hợp ở những cái căn nhà từ nông thôn cho đến thành phố. Đặt nhà ở quê thì các cụ là có thể dễ dàng di chuyển bởi vì trông nó nhỏ mà. Máy lọc nước với máy lọc không khí là hai thứ cực kỳ cần thiết trong cái thời đại ngày nay rồi, đặc biệt là cái máy lọc nước này. Đến cả nước máy ở thành phố Hà Nội trong cuối năm vừa rồi thôi, đầu nước ra nhưng mà có cái tỷ lệ vi khuẩn E. coli, khuẩn cầu lợn ấy, lớn gấp 4 lần so với bình thường. Tôi nghĩ nếu như bạn đang có nhu cầu mua một chiếc máy lọc nước thì máy lọc nước của Kangaroo KG10A68 là một trong những lựa chọn cực kỳ hợp lý dành cho bạn.